Xin chào các bạn. Thì quay trở lại với Starnet Network. Hôm nay mình sẽ làm thêm một video nữa. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm đó là gì? MySwap nhưng mà ở trong chế độ là testnet. Rồi, thì các bạn biết đây là Discord của MySwap và các bạn vào phần Testing and Instruction. Đúng không ạ? Thì đây. Bước thứ nhất đầu tiên các bạn hãy cài một cái Bravo Wallet. Bước thứ hai các bạn chọn là gì? SN Goerli mạng các bạn ha. Bước thứ ba các bạn hãy tìm cách get test token. Cái này các bạn có thể chọn gì? Get ETH from Starnet hoặc là các bạn có thể transfer Goerli từ ETH Goerli sang Starnet sử dụng cầu nối Starnet. Rồi, bước thứ hai, bước thứ tư tiếp theo là các bạn gì? Các bạn hãy kết nối cái wallet Bravo của các bạn vào MySwap. Tiếp theo các bạn sẽ swap ETH sang token DAI và token USDC. Và cái thứ sáu là các bạn hãy add liquid cho các cái pool trên. Tiếp theo bước thứ bảy là các bạn hãy withdraw những cái position của các bạn ra. Và bước thứ tám các bạn có thể gì để lại feedback channel. Nếu như mà các bạn thấy lỗi thì các bạn có thể để lại cái report ở trong phần button channel. Rồi, thì các bạn cũng biết là để trải nghiệm cái mạng Starnet thì tốc độ là khá là chậm ha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ làm. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình thì đầu tiên là mình đã có một cái ví Bravo Wallet đây. Và trên cái ví này của mình đang để là SGoerli và mình cũng đang có là 0.4 ETH. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy swap từ token ETH sang token DAI. Bây giờ mình sẽ làm các bước như thế này. Mình sẽ swap 0.2 0.3 sang token DAI. 0.3 ETH thì chúng ta được 50 token DAI. Rồi, việc tiếp theo là gì? Mình sẽ di swap ETH sang USDC. Xong bắt đầu mình sẽ swap ngược từ DAI sang ETH, từ USDC sang ETH. Là bước thứ nhất. Bước thứ hai mình sẽ làm gì? Mình sẽ chia nhỏ cái phần này ra là gì? Không chấm bao nhiêu đó. Đại khái là lúc này mình chia nhỏ ra để mình add pool. Còn cái này là mình swap để mình lấy khối lượng giao dịch các bạn ha. Và bây giờ chúng ta cùng ngồi chờ thôi. Đã hoàn thành bước đầu tiên. USDC các bạn ha. Úi dồi ôi, khiếp USDC dùm được nhiều dữ gì. Khoan. Khi mà nó nhiều như thế này thì mình không nên tham. Các bạn biết không? Mình tiếc gì không? Mình tiếc cái ETH Goerli mạng Starnet này các bạn. Chuyển qua được đến đây rồi mà bây giờ để đi trải nghiệm mà nó hốt phát hết, tiếc lắm. Rồi, với cái số USDC này thì mình khỏi phải swap ngược các bạn ha. Lần này mình swap sang DAI là để mình add pool nha các bạn. Rồi, add pool thôi. Đã hoàn thành các bạn ha.
Rồi, sau khi đó là hoàn thành các bạn ha. Rồi, bây giờ mình withdraw hết ra. Thì chúng ta trải nghiệm cái phần test này khi mà Starnet đã ra mạng mainnet rồi thì nó chạy khá là mượt mà với tốc độ là khá là nhanh so với hồi xưa các bạn ha. Hồi xưa thì để các bạn trải nghiệm cái này là các bạn mướt mồ hôi, nhưng mà ở thời điểm bây giờ mình thấy chạy là khá ok đó các bạn ha, mượt mà chưa thấy có bất kỳ một cái lỗi gì dù là nhỏ xảy ra ha. Rồi, một cái các bạn ha, withdraw nốt cái này. Sau khi withdraw xong thì các bạn có thể vào Discord như trong phần giới thiệu này ha. Rồi, các bạn có thể là gì vào phần product feedback đấy. Rồi, các bạn có thể để lại địa chỉ và các bạn để lại feedback của các bạn ở đây các bạn ha. Đây các bạn có thể chụp hình. À, đây người ta để lại là gì, cái transaction history đây, các bạn cũng có thể là gì đây, đó, các bạn đi làm việc rất là mượt mà ha. Rồi ngày 6 tháng 4 năm 2023, tức là những cái bạn này khá là mới chứ ha, bạn này cũng mới trải nghiệm thôi. Rồi thì để các bạn chỉ việc vào học theo thôi, đây là địa chỉ ví của các bạn này. Một số câu này, chụp hình trên history, trên section nữa là xong các bạn ha. Nếu như mà trong quá trình làm một số bạn nào mà phát hiện ra lỗi thì các bạn có thể vào đây để các bạn làm gì, các bạn feedback cái lỗi đó cho người ta để người ta có thể xử lý nếu như đó là lỗi thực sự của hệ thống, và là nếu như các bạn tìm ra lỗi được thực sự của cái dự án thì các bạn sẽ có những cái phần thưởng cực kỳ xứng đáng. Rồi, mình sẽ kết thúc, nó đã hoàn thành luôn rồi ha. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn. Thì những bạn nào chưa làm thì các bạn hãy tranh thủ làm ha.